Đoàn kiểm tra số 3 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Ngô Xuân Thắng làm trưởng đoàn, trong chiều nay có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở quận Hải Châu. Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quy chế dân chủ trọng tâm là pháp lệnh 34 đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể quận Hải Châu thực hiện nghiêm túc. Ban thanh tra nhân dân các phường đã giám sát 234 buổi tiếp công dân của lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, giám sát việc giải quyết đơn thư kiến nghị của chính quyền. Các ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức giám sát 36 công trình dự án. Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn kiểm tra đã phân tích sâu những ưu điểm, hạn chế và những nhiệm vụ giải pháp trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Hải Châu trong thời gian tới.